Bảo Hân, tomboy tài năng màn ảnh Việt, hai lần nhận cúp Cánh Diều Vàng danh giá. Chị định lụy thằng chó này à? Bố lúc nào cũng bảo con không nghĩ cho người khác, nhưng chính bố mới làm điều đấy. Bảo Hân là nữ diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Dù mới 22 tuổi nhưng cô đã đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim giờ vàng của VTV cũng như bộ phim điện ảnh mang tính lịch sử. Từ khi còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Bảo Hân đã bén duyên với phim ảnh và được khán giả ấn tượng bởi nét độc lạ, cá tính cùng lối diễn xuất chân thật, tự nhiên. Cách đây 3 năm, nữ diễn viên trong vai Ánh Dương với biệt danh Tomboy loi choi cùng những phát ngôn gây cười cực mạnh đã từng làm mưa làm gió khắp cộng đồng mạng. Mặc dù là vai đầu tay nhưng Bảo Hân đã thể hiện được tài năng của mình khi mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, hoàn thành tốt một vai diễn dài hơi với tâm lý phức tạp. Phần thưởng xứng đáng cho một hành trình dài nỗ lực của Bảo Hân chính là giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất khi cô chỉ mới 20 tuổi tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2019. Về Nhà Đi Con kết thúc, tên tuổi của Bảo Hân cũng lên như diều gặp gió, ngày một trưởng thành và tạo được cho mình dấu ấn riêng trên con đường nghệ thuật. Nhưng nữ diễn viên vẫn rất khiêm tốn, chịu khó tham gia nhiều hơn các chương trình talk show, game show và cực kỳ thân thiện với fan. Đây là cách rất hay để vừa tương tác với khán giả, để giữ sóng và luôn được nhớ tên. Sau Về Nhà Đi Con, Bảo Hân cũng tiếp tục góp mặt trong một số dự án khác của VFC như Những Ngày Không Quên, Hãy Nói Lời Yêu. Tuy nhiên tạo hình và tính cách các nhân vật vẫn chưa có sự khác biệt nhiều, nhưng cũng đã đánh dấu những bước trưởng thành của nữ diễn viên sinh năm 2000 trong lối diễn xuất. Đặc biệt trong những phân đoạn tình cảm kết hợp với Hoàng Anh Vũ, Bảo Hân đã thể hiện rất đạt, mang lại hiệu ứng tốt cho vai diễn và bộ phim. Mặc dù vừa đi học vừa làm phim nhưng Bảo Hân vẫn luôn cố gắng để cân bằng được công việc, biến hóa vô cùng linh hoạt và không ngại thử sức. Có khoảng thời gian cô vừa tập thoại cho phim, vừa chạy các vở kịch ở trường đến mệt mỏi. Không chỉ ghi dấu ấn với các vai diễn ở mảng phim truyền hình, Bảo Hân cũng lấn sân sang lĩnh vực phim điện ảnh và ghi dấu ấn trong sự nghiệp ngay từ vai diễn đầu tiên. Tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2021, Bảo Hân tiếp tục mang về chiếc cúp danh giá của hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai Sa trong phim điện ảnh đầu tay Bình Minh Đỏ. Cô diễn viên sinh năm 2000 được giới chuyên môn đánh giá cao dù mới chỉ là lần đầu chạm ngõ phim điện ảnh, phần vì được đào tạo bài bản, phần vì sở hữu lối diễn và cách xử lý rất riêng. Vào vai một trong 4 nữ thanh niên xung phong lái xe Trường Sơn trong phim điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng của hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Bảo Hân đã lột tả thành công hình ảnh người chiến sĩ quả cảm, can trường, không sợ hy sinh, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho thắng lợi cuối cùng. Dù khi ấy mới chỉ 21 tuổi, nhưng vai Sa đã chứng minh sự nổi tiếng của Bảo Hân là nhờ thực lực, chứ không hề ăn may như nhiều người nói. Bảo Hân cũng được mệnh danh là nữ diễn viên trẻ đa tài của showbiz Việt. Bên cạnh diễn xuất, cô nàng tomboy này còn có khả năng ca hát cũng rất gì và nảy nọ. Đáng bất ngờ hơn, trở thành ca sĩ mới thực sự là ước mơ ban đầu của cô nàng. Bảo Hân từng chia sẻ rằng, cô biết theo đuổi nghệ thuật là cực khổ, nhưng khi thành công thì sung sướng lắm. Trong nhiều clip được đăng tải trên mạng xã hội và khi tham gia một số chương trình về âm nhạc, Bảo Hân không những tự tin khoe giọng hát mà còn khiến khán giả bất ngờ về khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu của mình. Tương lai cô nàng này sẽ trở thành một nữ nghệ sĩ đa di năng của VFC. Ở Bảo Hân thể hiện rõ sự nỗ lực, nghiêm túc với nghề và nghệ thuật. Những giải thưởng danh giá tại Cánh Diều Vàng hay sự yêu mến của khán giả chính là thành quả xứng đáng, là minh chứng và cũng là nguồn động lực để Bảo Hân tiếp tục khẳng định bản thân, thực sự bùng nổ trong hành trình sự nghiệp phía trước. Hãy cùng chờ đón và ủng hộ những dự án mới của nữ diễn viên trẻ này trong thời gian tới.